Hồ sơ siêu điệp viên, cách một doanh nhân Đức đánh cắp tên lửa mới nhất của Mỹ cho Moscow. Trong nỗ lực cứu công ty xây dựng của mình, Manfred Raminger đã tình nguyện trở thành điệp viên Liên Xô. Các sĩ quan tình báo Liên Xô đã quen với những điệp viên có ý thức hệ. Nhiều siêu điệp viên đã thu được thông tin tuyệt mật do niềm tin chính trị của họ thúc đẩy và những gì họ coi là làm việc vì lợi ích của nhân loại, trong khi một số người khác làm việc đó vì tiền. Bằng cách này hay cách khác, cuộc đời của một điệp viên thực sự có rất ít điểm chung với các bộ phim của James Bond vốn nổi tiếng trên khắp thế giới. Đôi khi, các dịch vụ tình báo tuyển dụng ngay cả những ứng viên ít có khả năng nhất. Một điều tương tự đã xảy ra vào cuối những năm 1960, khi Manfred Raminger, một kiến trúc sư người Đức, một tay đua xe và một tay chơi, tình nguyện đánh cắp tên lửa mới nhất của Mỹ cho Liên Xô. Đáng kinh ngạc hơn nữa là ông đã chuyển nó sang phía bên kia bức màn sắt bằng đường bưu điện thông thường. Doanh nhân, tay chơi, gián điệp Liên Xô. Là một cư dân của Tây Đức, Raminger thích thú với những thú vui của cuộc sống. Là một kiến trúc sư dám nghĩ dám làm, ông đã xây dựng bất cứ thứ gì mà khách hàng của mình muốn. Ông cũng là một tay chơi khao khát sự chú ý của phụ nữ, một tay đua xe hơi và một người yêu ngựa thuần chủng. Tuy nhiên vào những năm 1960, vận may của ông trở nên tồi tệ hơn sau khi các đường gờ thạch cao bị sập trong rạp chiếu phim mà của công ty của ông xây dựng. Tai họa xảy ra ngay giữa một bộ phim và toàn bộ tòa nhà phải được làm lại. Sự suy sụp về tài chính đang rình rập Raminger. Điều này chắc chắn sẽ buộc ông phải sa thải thư ký của mình và bán chiếc xe Maserati màu xanh lam của mình. Không phải là một phần của kế hoạch của mình, những sự kiện xảy ra sau đó là một nỗ lực tuyệt vọng của tay chơi người Đức để bảo vệ sự giàu có và lối sống xa hoa của mình. Joseph Linowski, một kỹ sư người Ba Lan làm việc cho Raminger, xuất hiện tại Đại sứ quán Liên Xô ở Rome vào ngày 26 tháng 8 năm 1966 để nói rằng công ty của ông có thể cung cấp cho người Nga bất cứ thứ gì mà họ không thể mua một cách hợp pháp. Thủ đô của Ý được chọn để đưa ra thông điệp vì lý do đơn giản là một chuyến thăm như thế này sẽ thu hút sự chú ý của các cơ quan phản gián ở Đức. Ý đã an toàn hơn về vấn đề này. Các nhà ngoại giao Liên Xô đã chuyển lời đề nghị tới Moscow. Các quan chức GRU đã suy nghĩ về điều đó và quyết định họ muốn hiểu rõ hơn về người Đức đặc biệt này. Raminger, một người đam mê cưỡi ngựa, được mời đến Moscow với lý do tham quan một cuộc triển lãm ngựa quốc tế và gặp gỡ các sĩ quan tình báo Liên Xô. Họ đã đạt được một thỏa thuận, nhưng không rõ chính xác những gì người Đức sẽ cung cấp cho Liên Xô. Raminger tuyên bố rằng ông có thể chạm tay vào thiết bị tên lửa. Sau khi trở về từ Tây Đức, ông thông báo rằng ông có thể đánh cắp tên lửa Sidewinder. Vụ trộm thế kỷ. Sidewinder là tên lửa không đối không có điều khiển do người Mỹ phát triển. Vào thời đó, ngoài Mỹ ra thì chỉ có Nhật Bản và Đức sử dụng. Liên Xô đã có trong tay phiên bản đầu tiên của tên lửa, nhưng Raminger đã đề nghị cung cấp bản sửa đổi mới nhất. Sẽ trở thành một chiếc cúp tuyệt vời nếu đó có thể được lấy trong tình trạng không bị hư hại. Thật vậy, điều đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật. Vì vậy, Raminger được mời đến Moscow một lần nữa để tham khảo ý kiến. Ông phớt lờ lời mời và đến thủ đô Liên Xô sau đó, sau khi công việc đã được thực hiện. Raminger được đưa đến khách sạn Ukraine. Tại đây, ông kể về những việc mình đã làm. Hóa ra, Raminger đã tuyển dụng Ode Tarnot, một phi công của không quân Đức, cũng muốn có một số tiền mặt, và bộ ba Raminger, Konop và Launowski chỉ đơn giản là đánh cắp tên lửa từ căn cứ không quân Newburgh ở Bavaria. Konop biết rõ về giao thức bảo mật và hệ thống báo động đã tạo ra một chiếc chìa khóa nhà kho bằng đất sét. Linowski đã sử dụng nó để tạo ra một bản sao. Linowski sau đó đã mua một bộ dụng cụ dành cho tên trộm nghiệp dư bao gồm móc khóa, máy cắt dây, kìm, trong khi Raminger thuê một thang nâng thủy lực và một chiếc xe đẩy tay. Thời tiết mùa thu ở Bavaria có thể khá xấu, vì vậy những kẻ chủ mưu đã lợi dụng sương mù dày đặc để tiếp cận căn cứ không quân vào ngày 23 tháng 10. Raminger sử dụng thang máy để đưa Linowski và chiếc xe đẩy qua bức tường dây thép gai. Sau đó họ chỉ khoét một lỗ xuyên qua hàng rào dây xích. Nob tắt báo động và Linowski đột nhập vào nhà kho. Họ mang tên lửa ra ngoài, khóa lại và cài đặt lại báo động. Nó về nhà trong khi những người khác chuyển quả tên lửa sang ô tô của Raminger và bọc nó trong một chiếc khăn. Sidewinder quá dài so với phương tiện. Vì vậy, Raminger chỉ cần đập vỡ một trong các cửa sổ và lái xe với một tên lửa không đối không được bọc trong áo khoác và chăn thò ra ngoài.
Những gì xảy ra tiếp theo là ngoài tiền lệ. Raminger tuyên bố các mảnh tên lửa là phụ tùng thay thế của phương tiện và vận chuyển chúng qua đường hàng không. Điều này có thể đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch vì hộp gỗ chứa tên lửa đã bị thất lạc trên đường bay. Các gói đã được vận chuyển đến đích sai do nhầm lẫn. Raminger vô cùng tức giận, đã thông báo cho đại diện của Lufthansa. Vì vậy, họ đã tìm thấy chiếc hộp và nó đã được đến Moscow một cách an toàn, mặc dù bị chậm trễ. Người dân Moscow khá ngạc nhiên. GRU đã trả cho Raminger 92.000 mark Deutsche hay 8.500 đô la, một khoản tiền đáng kể vào những năm 1960, và ông ra đi một cách vui vẻ. Một kết thúc ô nhục. Đại sứ quán Liên Xô tại Rome đã nhận được một lá thư khác từ Raminger vào năm 1968, trong đó ông hứa sẽ mua thiết bị định vị vô tuyến. Moscow muốn biết thêm chi tiết, nhưng một lần nữa, Raminger đã không lãng phí thời gian trao đổi thư từ và chỉ đơn giản là đánh cắp các thiết bị được thèm muốn từ một phòng trưng bày. Ông đến Moscow vào mùa hè năm 1968 và ông không đến tay không. Tuy nhiên, đó là thành công cuối cùng của ông với tư cách là một điệp viên. Cùng năm 1968, cơ quan phản gián của Đức đã bắt được bộ ba và đưa họ ra tòa vì vụ trộm Sawinder. Đó thực sự là lỗi của họ. Nó quá tự do với tiền của mình, trong khi Linowski đã đi xa đến mức nói với những người trong quán bar rằng anh ta là một đặc vụ tồi tệ. Tuy nhiên, tất cả họ đều nhận được những bản án gần như rất nhẹ. Raminger và Linowski mỗi người 4 năm, trong khi Knopf chỉ 3 năm 3 tháng. Sau khi được trả tự do, Raminger đã cố gắng nối lại quan hệ với Moscow, nhưng GRU không quan tâm đến một đặc vụ đã làm lộ vào bọc của ông ta. Raminger sau đó đã bị bắn tại một bãi đậu xe ở Auschwitz bởi những tên tội phạm vô danh. Nó không phải là chính xác rõ ràng những gì xảy ra. Đó có thể là sự trả thù của các cơ quan an ninh Đức, hoặc rất có thể Raminger đã dính líu đến mafia. Nga chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng hạt nhân 2023. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga sẽ đặc biệt chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân vào năm 2023. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 30 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định sẽ cải thiện khả năng chiến đấu của lực lượng tên lửa và đang xây dựng các cơ sở chứa hệ thống tên lửa mới. Theo hãng tin Reuters, Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với 6.000 đầu đạn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt 4 vùng của Ukraine là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhia dưới chiếc ô hạt nhân, đồng thời cảnh báo rằng ông sẵn sàng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Nga bằng mọi phương tiện sẵn có. Trong khi đó, Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả khi sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Trong tuần này, Nga và Mỹ dự kiến sẽ tổ chức đàm phán tại Cairo về hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START. New START là hiệp ước có tính ràng buộc, pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Hiệp ước New START được ký kết vào năm 2010 nhằm hạn chế kho vũ khí của Nga và Mỹ ở mức độ tối đa là 1.550 đầu đạn hạt nhân, giảm gần 30% so với mức đặt ra hồi năm 2002. Chiều ngày 30 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẽ không thảo luận về New START với Mỹ, chừng nào Washington còn tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine. Nga cũng cáo buộc Mỹ có hành vi chống Nga và cố gắng thao túng hiệp ước để có lợi. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo không quân Nga và không quân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tuần tra chung trên không ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga và Xi'an H-6 của Trung Quốc đã bay qua biển Nhật Bản và biển Hoa Đông trong 8 giờ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là lần đầu tiên trên lịch sử tuần tra trên không, máy bay Nga đã hạ cánh xuống Trung Quốc và máy bay Trung Quốc hạ cánh xuống lãnh thổ Nga. Cuộc tuần tra được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và không nhằm vào các nước thứ ba. Bộ Quốc phòng Nga nói, theo hãng tin AFP, Moscow đang hy vọng tìm được tiếng nói chung với Bắc Kinh khi cả hai đều có tham vọng vượt qua trật tự toàn cầu do Washington đứng đầu. Trong đó, châu Á-Thái Bình Dương là khu vực chiến lược đối với Mỹ, Trung Quốc và Nga. Mỹ một mặt tìm cách đáp trả các hành động của Nga ở Ukraine, mặt khác thì tìm cách cạnh tranh với Trung Quốc ở châu Á. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20 hai tuần trước. Hai nhà lãnh đạo cam kết giảm bớt những lời hoa Mỹ và tập trung thu hẹp khoảng cách ngày càng lớn giữa hai cường quốc.